Nhưng mà mộc đó là các kỹ thuật mộc làm, hay là các nét mộc đắng, hay nét mộc đục làm thủ công ấy, thì nó không thua bất kỳ bộ ghế nào đâu. Nó chỉ những bộ kia mắc hơn hay gì ấy, thì nó chỉ có thể mắc hơn là do các chất liệu nó làm quý hơn thôi. Chứ về cái nét mộc hay là cái gì ấy, mộc đó mấy bộ ghế gỗ Cẩm Lai hay là mấy gỗ gõ đỏ Việt Nam hay gì ấy, nhiều bộ ấy, mộc nó còn dở xấu hơn bộ này rất là nhiều. Nên không tin mọi người cứ coi các clip này của mộc nhá, xong rồi mọi người đi so sánh với cả các cửa hàng gần nhà mọi người, hoặc là các bộ ghế quý mà mọi người thấy. Bộ ghế dành cho những anh có điều kiện đã xong rồi nhá mọi người nha. Đó, thì hôm nay mộc sẽ cho mọi người coi một bộ sơn hoàn thiện và chất liệu của nó là gỗ gõ đỏ nem phi 100%. Và sơn lên nó đẹp như thế nào nha. Đó, mộc luôn luôn nói là cái hàng mộc đã quay cho mọi người đã đẹp rồi thì hàng sơn lên thì khỏi phải bàn. Đó, bộ này nghe đỉnh tay nghe nguyên khối và tay là tay 14. Chất liệu gỗ gõ đỏ nem phi 100% và mặt là 3 phân. Ngồi vô nhìn rất là sang đó mọi người nha. Mọi người nhìn vô. Đấy, cái dáng ghế và cái thế ghế ấy, mọi người, nó nhìn rất là sang và nó cân đối mọi người. Để cho mọi người coi bên hông. Bên hông là cái ghế ngồi nó tựa lưng nó ngả ra này. Cái tựa lưng nó lượn mọi người. Ngồi vô ôm lưng này. Cái tay này, lượn này. Bo căng này. Mọi người thấy không? Ngồi vô này. Vừa cái khớp chân mọi người đặt xuống luôn này. Đó. Nhìn vô là nhìn rất là sang và rất là đẹp nha mọi người nha. Và cái hàng này là một nó là đục thủ công bằng tay. Khi đã quật và sơn lên rồi ấy, thì nó nổi lên rất là đẹp. Tại chỉ có phần tó này, phần là phần mộc đục bằng tay nha. Còn các phần còn lại thì mộc đục CNC. Có tay ghế thì đục CNC chỉnh lại bằng tay. Mọi người thấy đục bằng tay thì các mũi cơ của nó vòng cong vòng lên như vậy được. Và nó vô sâu á. Đó, cái nét của nó lên rất là đẹp. Đấy, cho mọi người coi tóc phía sau lưng thế này. Quật. Nói chung là quạt gọi bộ này sơn thì mộc đánh giá sơn khoảng 8.5. Đó, mộc có thể sơn sạch được nữa hơn không và đẹp được hơn không. Sơn được nhá mọi người. Sơn đẹp được nữa, nhưng mà một bộ mà nó sơn đẹp nữa thì một bộ nó lên thêm cả 10 mấy triệu nữa. Đấy, nhiều khách hàng không tin mọi người. Nhiều người mộc nó này về sơn một bộ ghế nó mất 20-30 triệu, nhiều người không tin. Bởi vì sơn một bộ ghế, nếu mà mọi người nhìn, mọi người bình thường ấy, mọi người nhìn như thế này là mọi người sẽ thấy là cực kỳ đẹp và rất là đẹp rồi. Nhưng mà mộc nó là có thể sơn đẹp hơn nữa, phải sử dụng cái chất liệu sơn nó mắc tiền hơn nữa. Và nó quật thì nói chung là nó nét của nó ấy, thì nhìn nó đã lên lắm. Nhưng mà cái đấy thì mọi người phải hiểu biết về đồ gỗ ấy, thì mọi người mới chơi những kiểu như vậy. Nó dành cho những người gọi là người ta không quan tâm về tiền ấy mọi người. Người ta chơi là người ta chỉ biết họ đẹp thôi, nhưng mà những người như vậy thì hiếm lắm. Thường mộc nó là sơn một bộ mắc hơn có mấy trăm ngàn, triệu mấy là thấy đã kêu là chê là mắc rồi. Còn mọi người biết là có những bộ sơn này mắc hơn chả 10-20 triệu. Đấy. Và một bộ này mộc sơn này cũng thuộc dạng sơn VIP rồi nha, nó mới lên được đẹp như vậy nhá. Còn thường mọi người sơn mà sơn bình thường là mấy cái tựa này, mọi người mộc cứ nói mọi người cứ nhìn mấy cái tựa với cái nét sơn này. Thấy không? Quật các nét này nó không còn lông nữa. Thấy không? Sờ cho cái này nó cũng láng mịn này. Đấy. Thì nó sơn nó mới đẹp. Còn nếu mà sơn mà bên trong còn lông hay cái nét mà nó còn lông ấy, thì nhìn cái bộ ghế mộc luôn nói là cho dù hàng mộc đẹp cơ mấy chăng nữa, mà sơn dơ ấy, nhìn vô sờ sơn là thấy chảy, không nhìn cái nét nhìn ấy thì lên cái bộ ghế nó không có đẹp được đâu. Đấy. Và đây nó có cái đôi hộp kéo này. Kéo đây. Đấy. Ngồi vô bộ ghế nhìn mọi người thấy đẹp không? Bộ này là tay 14, 177 triệu 900 cho bộ 10 món nhé mọi người nha. Tựa ghế chạm là Long Lân Quy Phụng. Đấy, mọi người thấy nhìn con lân này. Đấy, đục thủ công bằng tay thì nhìn rất là đẹp luôn. Và bộ này lại đã bán khách cho khách rồi nha mọi người nha. Bộ này đã bán rồi. Mộc nói là cái gì chứ mấy hay mắc tiền này. Mộc lại review là dễ bẻ lắm. Đó. Nhưng mà bộ này đặt, nếu mà đặt làm mới thì hơi lâu mọi người nha. Nếu mà làm mới thì đặt phải 3 tháng mới có ấy. Chứ không phải là làm là dễ có đâu. Bởi vì làm là phơi cây và xử lý cây làm lâu ấy. Này, nét chân mọi người thấy đẹp không? Đục yếm viền này. Mọi người thấy viền lượn này, cái chỉ lượn này, mặt trên lượn này. Cái nắp ăn kéo cũng lượn này.
móc âm kéo ra. Mọi người thấy đẹp không? Đó. Làm rất là chuẩn luôn. À, vân dễ, vân nổi lên này, vân tự nhiên hết nha. À, mọi người thấy vân này. Cong 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 cong. Đấy. Đây lật lật cầm cho mọi người coi. Bộ này đẹp quá cho mọi người coi chi tiết nhé. Để sau bán cho các khách hàng khác đó mọi người. Đó. Đây mọi người thấy vân nó lên này. Và sơn xịt là màu có sơn xịt lót ở dưới đằng sau ấy nha. Là sơn dưới này là sơn hết luôn. Sơn nó bảo vệ gỗ luôn. Và điều đặc biệt là mộc bảo hàng 5 năm. Sâu mọt gỗ nứt xé mặt và rụng tay chân ghế. Đấy. Các nhát chỉ mọi người thấy đi khít không? Nhìn. Mẫu thiệt đấy, mộc là dân thợ mộc nha. Dân làm mộc ấy mà mộc làm những bộ ghế lên ấy, mộc nhìn mộc cũng thấy tự hào ấy. À, nhìn cũng thấy đẹp mọi người. Đấy. Còn mọi người mà nhìn thôi mọi người thấy nhức nát luôn. Bộ ghế hay băng dài. Ngồi cho mọi người coi trải nghiệm. 177.900. Nói chung 177.900 thì nó cũng gọi là tầm gọi phân khúc gọi là chung chung thôi mọi người, chứ nó chưa phải cực kỳ mắc đâu. Bởi vì nó có những bộ ghế mà nó gỗ cẩm lai hay là những bộ ghế gỗ mun rồi nọ ấy, hay gói đỏ lèo thì mấy bộ nó lên tới 500-700 triệu á thì nó lại mắc. Nhưng mà mộc đó là cái kỹ thuật mộc làm hay là các nét mộc đắng hay nét mộc đục làm thủ công ấy thì nó không thua bất kỳ bộ ghế nào đâu. Nó chỉ những bộ kia mắc hơn hay gì ấy thì nó chỉ có thể mắc hơn là do cái chất liệu nó làm quý hơn thôi. Chứ về cái nét mộc hay là cái gì ấy, mộc đó mấy bộ ghế gỗ cẩm lai hay là mấy gỗ gói đỏ Việt Nam hay cái gì ấy. Nhiều bộ ấy, mộc nó còn dở xấu hơn bộ này rất là nhiều. Nên không tin mọi người cứ coi các clip này của mộc nha, xong rồi mọi người đi so sánh với cả các cửa hàng gần nhà mọi người hoặc là các bộ ghế quý mà mọi người thấy trên thị trường. Và bộ này là 177.900. Mọi người đi coi các hàng gỗ mắc tiền hơn bộ này, xem nó có thể được đẹp hơn bộ này không. Và bộ này nếu mà để phòng khách mọi người, nó sẽ chiếm diện tích là chiều dài 3m8, ngang 3m5 mọi người nha, tay 14, 10 món. Và bộ này là băng ghế dài của nó là dài 2m57, sâu 80 và cao từ đất lên trên đây là 1m35. Cái bàn này là 1m79, ngang là 93. Cái ghế này là ngang 1m, sâu 80. Hai cái đôn này là nó có hai cái đôn học nha. Thì nó là ngang 58, dài 78 và hai cái đôn này là 58 vuông. Và mặt bàn, mặt ghế là nguyên tấm dày 3 phân hết. Đấy, nó giá trị bởi vì cái mặt này là mặt chèn, mặt liền này. Đó, vậy nha mọi người nha. Mọi người thấy bộ 177.900 này thế nào? Để lại bình luận phía dưới nha. Chào mọi người.